Em xin kính chào quý khách nhé. Đây là em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ ốp nội thất vân Titan của xe Honda Civic đời từ 2019, 2020, 2021 quý khách nhé. Đó, bộ sản phẩm thì gồm có 6 chi tiết như thế này. Đó, chất liệu thì bằng kim loại quý khách nhé, bằng kim loại này. Bên ngoài thì tráng một cái lớp vân carbon nhìn rất là đẹp. Ở trên mỗi một thanh thì có in chữ Civic ở đây. Đó, tên của xe nhìn rất đẹp quý khách nhé. Đằng sau thì mình sẽ có băng dính 3M hai mặt như này. Quý khách mua về chỉ việc bóc băng keo và dán thôi. Rất là đơn giản, dễ dàng quý khách nhé. Đó, miếng nào cũng có băng keo hết quý khách nhé. Đó, địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng, mua hàng là cứ liên hệ bên em nhé. Bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc. Đó, hàng là cực kỳ đẹp luôn nhé quý khách nhé. Này là dành cho đời 19 đến 2021 hiện nay quý khách. Rồi, em xin cảm ơn quý khách rất là nhiều nhé.